Hello, chào mừng anh em đến với kênh Việt Đen Gaming nha. Rồi, tiếp tục chuỗi series đấu trường chân lý phiên bản 11 nè anh em. Cũng có những cái lỗi nó tương tự như mùa 10 anh em, chỉ khác nhau về cái lỗi cơ chất tướng thôi và nó ra thêm lỗi carry của tướng nữa. Rồi thì đầu game thì mình lấy cái lỗi quyền năng khổng lồ, nó sẽ nâng lên mốc 40 điểm anh em. Và mục đích của cái lỗi này của mình là mình sẽ test trên con bài Gna của mình sẽ có thể là mang hai cái quyền năng và một cái huyết kiếm anh em ha. Ôi, cái vòng kỳ ngộ này á, nó bị lag anh em, hay là nó lỗi gì á, cái này là bug game ha. Mình có một số mấy anh em đang chơi BBE cũng thấy cái lỗi này, cái vòng kỳ ngộ này nó không cho vàng anh em ha. Rồi, ô, bắt chuỗi win 2 rồi anh em. Rồi thì mình sẽ chơi con bài cặp đôi hoàn cảnh, đó là Gna và Kindred nha. Cái cặp đôi hoàn cảnh này nó có nghĩa là cặp đôi này phải đi với nhau á, nó chung với hệ là thần rừng luôn. Con Kindred thì nó ở xa Gna thì ở phía trên nè. Gna là rất là thấm nha. Để test cho anh em thử xem cái quân bài này anh em đưa vô leo răng được không, mình thấy là khá ổn á. Quân bài này mà dù mình ở level 6 đi nhưng nữa vẫn farm tốt nè. Gặp ông Thiên Cung. Nhà này nhà Thiên Cung, có thể đánh carry chính là con Cosmo, tanker là Nico. Đây. Ở cái ra quái á, nó cũng có cái cơ hội rớt ra cái chọn ấn nha anh em. Chọn ấn với trang bị hũ quang nó cũng giống như cái phiên bản đấu trường chân lý mùa 10 vậy đó. Ngay rồi, mới vừa vô luôn đủ 3 trang bị đẹp cho Gna. Gna lên 2 sao rồi anh em ha. Không biết sao ở round 3.1 như thế này mà ra Gna 2 rồi thì khả năng chắc khó lên 3 quá. Ném kìa. Đó, cái skill của con Gna đó là ném nha anh em ha. Chứ không phải là hóa hình thôi, cái này là nó đã hóa hình sẵn rồi. Rồi, lưỡi kiếm y lực quá chuẩn luôn. Kinh đẹp nữa nè. Thần rừng. Dưới cảnh vệ. Hai cánh vệ thôi chắc ổn rồi anh em. Hoặc là bốn cánh vệ cũng được. Tùy theo phong bài anh em có thể đánh bốn thần rừng, bốn cánh vệ. Ôi pin kìa, pin mình kìa. Bài Gna Kindred là đang hot meta đó anh em. Không biết sau khi nó open ở mấy chỗ Việt Nam rồi thì nó có nép cái bài này đi hay không, chứ mình thấy khá là mạnh đó. Rồi chắc up 6 đi anh em, rồi mình roll tiếp ha. Ốc 6 được có cái phần trăm ra tướng hai vàng tốt hơn. Rồi vòng kỳ ngộ này á, thì con Sokara xuất hiện và nó sẽ cho những cái tướng đi chợ trong này nè ha. Xuất hiện tướng 4 tiền sớm nè. Rồi mỗi con tướng sẽ có thêm một trang bị hỗ trợ nữa anh em ha. Rồi. Thì mới mẻ thì thấy khá là vui đó. Không biết sau này sao. Ok. Chắc giữ chân ở level 6 đi anh em ha. Để mình roll con Gna với Kindred lên 3 sao nha. Cái điều kiện mà anh em đánh cái bài này là phải cần có Gna 3 và Kindred 3 nha anh em. Rồi anh em mới tiếp tục update đội hình tiếp. Tại vì chơi chính là Gna và Kindred mà. Đam kìa, trời ơi. Gna làm thịt hết. Thì Kindred á mình sẽ đến góc sau nó bắn ha. Giờ kiếm thêm thần rừng nữa hoặc là cánh vệ nữa bỏ vào. Nico này á, mùa này anh mình thấy Nico nó tăng khá là ổn áp á. Cosmo thì đam phép. Kinh đẹp này, trời ơi. Linh, ngon luôn, ngon luôn. Mình bỏ con này vào kích khu linh tử thần nha anh em. Tử thần là cái hệ của đi chung với con Kindred. Tộc là tộc rừng, hệ là hệ tử thần. Đó, Kindred thì thêm tử thần xíu. Ấy chà, Gna nè. Thấy chưa, nãy giờ mà không ra thêm á anh em. Đen chưa. IO sẽ là tanker chính ha. Gna thì sau khi đủ 40 điểm lên là cũng khá là trâu luôn á nè. Đó, thấy chưa. Rồi, chuỗi thắng thứ 7 rồi. Thứ 8. Thăng hoa huy hiệu thần rừng này.
Quá ổn áp luôn, có thêm con Gna nữa. Rồi cái thần rừng này chắc cho, đúng rồi, cho con Ken luôn. Đi kiếm vàng. Bốn thằng rừng rồi, ổn áp chưa? Còn một con cần nữa là con O nó anh em. Con đó nó sẽ skill nó là tạo thêm một cái trang bị cho trận đấu của tướng kế bên đó ha. Mấy người kia mạnh quá. Đây đây. Ba con rồi nè, ba con kinh rệt nữa. Kinh rệt thì mùa này nó sẽ là AB nha anh em, mang trang bị phép gắn cho nó cái blue. Chà, áp bánh ghê vậy ta. Đây đây rồi, đây rồi, nó on rồi đó, đập đồ nó quăng lên anh em. Nó cho con, trời ơi ông này up 9 lẹ vậy. Mùa này á anh em, Exodia mạnh lắm, cho nên là mình làm những cái khuôn bài này để anh em test thêm như thế nào thôi. Thật sự Exodia khá là mạnh, chỉ cần 4-5 con tướng 5 vàng 2 sao thôi là đủ làm lên sự kiện cho anh em rồi. Xả luôn không ra anh em rồi. Lên được Kindred trước nè, mà chưa có trang bị đây. Ra 4.6 rồi, phải xả vàng nữa lên anh em ơi. Ông kia cũng giữ bà con mình Gna 2 sao rồi. Căng ghê ha. Rồi Gna. Ui, một con nữa. Nồn nóng để rôn quá. Ông kia sorry, sorry cái gì, giữ mình con Gna này. Đau đầu thiệt. Nói chung mình làm content thì phải bắt buộc lên Gna thôi anh em. Rồi xong, có đủ đồ cho Kindred rồi. Kindred. Ôi, quên mất. Mẹ luôn. Ai da, đau đầu ghê vậy. Kim Đề thiếu một trang bị, có thể là găng bảo thạch cũng được. Đó, thấy chưa? Gna lên bàn nó thấy cảnh. Đấy, cuối cùng ra. Cái đầu với mấy ông này thiệt. Đây rồi, đây rồi, pin nữa chứ, pin nữa chứ. Bây giờ tôi level 6, mấy ông level 8 là 9, level 10 không à. Coi Gna đập nè anh em. Trời ơi. Voliver nữa nhé, Voliver. Ôi Gna đập này, trời ơi, một cà mấy đam. Set hả, set 2 hả. Đập mặt vậy. Ui nữa nhé, Udi nữa. Ôi ơi, ông này chơi mặt cánh nè. Mặt cánh thì là kích hoạt móc móc 7 à. 7 thì như nó được tới 5 cái ấn, 5 hình xăm nữa. Rồi Gna đập đi. Chụp má con át nó bắn kìa. Ui được, át nó bắn kìa. Thấm vậy. Thấm không? Trời ơi. Cái skill của Gna là nó xuyên luôn nha anh em. Hai ba con tướng nằm ở bên gần là nó ném trúng hết luôn á. Được được phê. Rồi. Lấy Azir. Có thêm cái một phù thủy luôn. Quá đẹp. Đây rồi. Up 8 thôi anh em. Bây giờ mình sẽ up 8 ha. Đó, vào top liền hết anh em. Mặc dù mấy anh em thấy không, cái bài này của mình lúc đầu game đó, bị giam mất con Gna không lên 3 sao sớm được và vẫn vào vòng trong bình thường không. Cho nên là quân bài này leo mình cam giác là rác đó. Kỳ top khá là ổn á, chỉ thua mấy nhà chơi Exodia thôi. Giờ này mà level 10 mình gõ đầu như con. Azir nó sẽ giảm móc EP thêm và thêm 3 vàng. 3 vàng là móc EP. Đó, đó. Úi đồ ơi. Họ bì hả? Ghê vậy, Soraka ghê vậy.
Aegean này nhá. Aegean chơi đồ gì ghê vậy? Tăng. Ây chà, mấy anh level 10 ném đánh anh đau quá. Phải lên 6 thần rừng thôi anh em. Bắt buộc rồi. 6 thần rừng. Rồi, round này chắc lên được quá. Lên được, lên được. May quá, nó được giảm EFP á. Ôi, mấy ông mà hồi nãy mà lên level 10 sớm chắc tiếc lắm nè. Này cho Aegean đi. Tính lấy đồ tăng cho con ôm mà thôi. Aegean nó thọt. Đó, trời ơi, kinh đẹp lắm nha. À, lên 6 thần rừng có khác anh em. Đánh 6 thần rừng phê anh em. Đó. Đó, đó. Út đi. Được, được, được. Phô bài Gna, kinh đẹp đánh 6 thần rừng. Thơm á anh em ơi. Thơm, thơm. Nhưng mà bắt buộc phải có một ấn rồi. Anh em đánh 6 thần rừng phải có một ấn. Còn không là 4 thần rừng dưới 4 cảnh vệ. Ui, phê kìa. Nếu mà anh em không có thì lấy thêm cây vuốt stack nữa nha. Không có cái lõi quyền năng khổng lồ á thì lấy cây vuốt stack cho con Gna. Không là nếu muốn đam thuần luôn á thì lấy bàn tay công lý là hợp lý. À, ông kia ông thua bóng mình. Ông này nè, ông thua mình. À, mà ông mới vừa lên con Rissandra 2. Rồi, đó, ông này là Exodia nè. Chơi. Ủa. Ủa, ném Gna mình kìa. Ủa, thua ông ta. Kinh rệt, bắn đi, bắn đi. Ôi, xét mạnh dữ vậy. Thua rồi anh em ơi. Mới vừa win ổng xong, win bóng luôn mà. Rồi, cảm ơn anh em đã theo dõi đến hết video nha.